Hôm nay thì tôi như là nhiều anh em đã gióng giả chưa đến giờ, tội gióng giả với anh em chưa đến giờ đấy, là ngày hôm nay thì con God of Tsushima nó đã ra mắt cái phiên bản update mới nhất của nó, có tên là God of Tsushima Legend. Và ngày hôm nay đây thì tôi cùng cả Vũ, hai anh em tôi sẽ cóp cái trò này. Cái phiên bản update mới nhất này ấy, là cái phiên bản update mà có thể chơi cóp với nhau được. Tại sao chỉ có tôi cả Vũ cóp với nhau thôi? Vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất ấy là hiện tại là chưa đủ máy PS4 cho cả team, cho nên là có tôi có Vũ có máy đạt áp thì chưa có. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai ấy, là cái phiên bản update này là phiên bản update mà cái phần campaign ấy chơi nó chỉ cho phép campaign co-op 2 người thôi. Đấy, chứ còn 4 người thì nó không cho phép co-op campaign 4 người. Mà nếu mà muốn chơi 4 người ấy, thì chỉ là chúng ta sẽ chơi cái kiểu như là đánh chống cửa ấy. Sẽ có một đống coi như là quái nó nhảy vào và chúng ta phải đánh chống cửa quăng sống, kiểu sinh tồn quăng sống thôi, chứ nó không có cốt truyện, nó không có campaign gì cả. Thì thôi cái phần đấy thì tôi sẽ đợi đến khi nào mà có PS4 cho đạt đã. Còn hiện tại thì ngày hôm nay tôi cả Vũ sẽ có cái phần Legend này. Vũ thì do là mới mượn được cái account của một cái đứa khác, thành ra là lúc vào là phải chơi qua cái phần đầu tiên. Hình như là mày chơi phần đầu tiên là đã qua cái đoạn mà xuống đánh cái thằng bọn Mông Cổ, xong bị Mông Cổ nó thiêu đúng không? Nó thiêu xong rồi ông chú bị bắt đúng không? Đang đi theo con Yuna chạy loanh quanh. À, đi theo con Yuna. Đấy, cho nên là mượn AK của Vi Dũng, Vũ là mượn được AK của Vi Dũng. Nên là chứ còn cái con game này tôi thật với anh em luôn là con game này mua là 60 đô cộng với lại cái việc là phải có PS Plus để chơi online với nhau là 10 đô nữa. 70 đô thì mẹ. Mẹ triệu 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 6 đấy không ít đâu. Con này gốc nó 70 đô mà. Gốc nào 70 đô? Game làm gì game nào 70 đô? Gốc đã triệu 6 rồi mà. Tsushima を守ったクロードの話、お聞きください。Đấy, chồng Vũ chồng. Đấy, rồi tôi và Vũ từ thể bây giờ hai đứa người sẽ bắt đầu coi như là vào trận đây. Cái này chỉnh được どの伝承đồ に惹かれあ？ま chỉnh được すか？đồ. Có đồ đéo gì đâu. Vào character, xong rồi appearance. Sói phèn này. Cờ à? Cờ là một cái Story đây rồi. mỗi cái mặt nạ thôi, chẳng có cái gì cả. Ơi thay mặt nạ thôi. Độ khó nha. Game nó khóa mẹ độ khó kia rồi, khổ. Maximum đi. Game nó không cho mình chơi độ khó khó hơn mới đau chứ. Mẹ cái game khinh Nó người. khóa anh em ạ. À. Chắc nó khinh bọn tôi, nó nghĩ là bọn tôi mẹ Aki của mình thấp quá Vũ ạ, Aki mình thấp quá mẹ. Thế Chỉ có nào? một râu dân à? Đéo ra. Sao mỗi bronze rè này không có silver với gold à? Tham mắc gì話ですぞ。Có matchmaking on off này là cái gì? Red đi đi. Vốn một tuần tôi red đi rồi. Để ông Vũ ông chơi này ông chơi bằng bằng tay cầm ông bắn cung thì chắc This bắn không một lẽ lúc chơi là hết bằng cung kiếm? tên đấy nhá, hết tên là cất đấy. Một tên lao vào cùng kiếm chém nhá. これは血に濡れた悲しみの物語。猛虎は対馬の双子を一人残らずさらい。Đây là cái căn cứ của bọn tsushima の民は双子らを救う ma 勇者quỷ Mông Cổ. クロードたちが立ち上がり、捕らわれた双子らを追い、猛虎の元へと急ぐ。Chapter 1. Mượt mà phết đấy chứ đùa đéo đâu. Chơi hai con này không cái gì ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống đéo phải ngồi rồi à lên đéo hiểu sao phải ngồi nhìn tao đánh cho mày xem bên này thôi thấy tao mẹ parry chưa đơn giản như đan rổ luôn được chưa rồi, cái đi đi. Tiến vào đây thôi bắn mấy cái thằng ở trên cao cái đi. Đâu chỗ Nó nào đang đấy? đứng canh ở Đánh trên dấu đi. hai cái kia bắn đi, mày là cái thằng đi cái đéo gì? Đánh dấu đi, có thấy cái đéo đâu? Đánh dấu con kẹt cả mù hỏa điên chỗ tao đây này. Đéo hiểu. Xem đi này. Rồi, xử cho nó đi. Ui xổi ôi một thằng. Nó xuống kìa. Xuống thì bắn lúc nó đang xuống, bắn tiếp. Ui
bắn đến khi nào nó chết thì thôi. Còn nó đến gần đây là nó chết ngay mà. À, đừng để nó bắn tao được. Nó chỉ cần đến gần đây cách ba không bao giờ động được tay vào mày luôn, không phải lo. Okay, thằng em giết cho rồi để em lấy lại mũi tên cái. Không lấy lại được, đi vào đây thiếu đáo mũi tên cơ mà đây. Thiếu gì mũi tên trong này phải tiếc rẻ vài dăm ba cái mũi tên. Tôi đang truy tìm theo dấu vết của một cái người tù binh. Đây, vào trong này mà lấy này. Ở cái này có cái thằng này. Ờ thì bắn nó đi. Đâu mũi tên đó? Không có. Mẹ đi từ này. Đi vào trong này đi. Có thằng đến gần mày kìa. Mày có đây. Cho mày thì phải giải quyết một thằng rồi đấy, không giải quyết thì thôi đấy. Giải quyết đi. Đấy, đúng rồi, thì hiện trình đi. Đấy, có kiếm mà, nếu hiểu. Nó làm cái gì? Thoải mái mà. Vũ trình cũng được mà, không phải lo đâu. Đây, tao giao cho mày nhiệm vụ là giết hai cái thằng ở trên kia để xem trình như nào. Tao chỉ đứng đây quan sát thôi. Hai thằng, à có một, hai thằng đứng cái cửa cái phía trước kìa. Lên thể hiện trình cho tao xem. Nó hồi máu này. Samurai cứ mẹ được hiên ngang lên mà đi. Đấu kiếm với nó luôn. Rồi nó ra đấy, xử lý hai thằng chúng nó đi. Không, ba thằng. Vừa giết ba thằng nhá. Bốn thằng ra đây chết cả thôi. Được, vũ được đấy. Khá đấy. Tốt, ôi kinh quá nhở. Hậu nghệ mẹ nó rồi. Mẹ mà bố đời quá, vũ mẹ giết hết cả luôn ạ. Kìa, tiếp tục kìa, con thằng nữa đây này. Giờ giết nó đi, hay là để tao giết hai thằng này nhá. Anh ơi, từ từ anh ơi. Xử đây đi. Rồi, đấu nhau đi. Phần mày đấy, arrow này, đấy có cái mũi tên này này. Nhặt đi. Chỗ tao đứng đây này, gần chỗ tao đứng có cái mũi tên đây này, ấn nút R2 để nhặt. Hatashite niguruma o mitsuketa ga futago no sugata wa nai. Mình đã tìm thấy cái xe ngựa nhưng mà vẫn chưa thấy hai anh em sinh đôi ở đây đâu. Đây mori no oke to tsuzuiti ta. Iza Kurodo. Futago o sukui dasu beku. Ok, điều gì đi, nhanh lên bất gian. Đứng thẳng người lên mà đi, đéo hiểu samurai gì trông phèn. Quen. さらわれた双子たちは悪しき力で猛虎の勢力をさらに増していた。やっ、悪しき力の正体を。と、ブル。今心を締めるは無事に双子たち。今、ここを締めるは無事に双子たち。今、心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 を締める
Bọn Mông Cổ đang coi như là đang bảo vệ một cái xe ngựa bí ẩn. Vũ, bài học đầu tiên của Vũ, tiêu diệt toàn bộ đám này cho tao. Một mình. Một mình nhá. Chúng nó có khoảng 6 thằng. Một mình. Thể hiện trình đi. Mẹ, để nó bắn tao thế à? Biết đéo được. Lên đi. Xuống đi, tiêu diệt nó đi, bạc mục tiêu của bay là giết toàn bộ 6 thằng mất. Để thằng này mất thời gian thì xuống luôn cho nó nhanh. Hai thằng rồi. Vào đây. Đi. Có một thằng nó cứ phải sinh sắp chết đi. Bên trong đội gì với thằng này? Thằng nào bắn đấy? Bắn tao à? Thằng này bị làm sao đây? À, bóp phụ xem này đi. Dạ, ok. Cố gắng lên. Vũ nằm có mẹ rồi. Tuyệt vời. Vũ nằm chưa? Vẫn sống cả. À đấy, được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Có hồi máu không? À, máu tự hồi à? Máu tự hồi gì phải. Đi thôi, mình lên cái chỗ xe ngựa xem xe ngựa nó có cái gì thôi. Được.
Đây trên kia có một thằng đang vớ vẩn kìa. Nhưng em hết tên rồi, tên em lên viện chém nữa. Việc gì để hồi máu? Mày luôn được bom đéo gì? Hồi máu hồi máu thế nào? Gọi chó ra! Chó cắn nó cho tao! Tốt! Cảm ơn chó! Kìa, giết cái thằng kia đi! Bạn phê là sức khỏe mất tạ. À thôi, anh xe ngựa. Đây rồi, đây cái xe ngựa ấy rồi. Anh xe ngựa ấy là người ở người mình mà người Nhật Nhật mà. Kiểm tra cái xe xem nó có cái đồ gì. Tim người. Bọn này là chuyên đi thu thập những cái tim của những cái cặp sinh đôi. Không rõ là bọn Mông Cổ này là có ý đồ gì mà nó chuyên đi thu thập trái tim của kẻ sinh đôi, nó giết xong nó moi tim của những cái cặp sinh đôi ra. Chắc là để nó mẹ thực hiện một cái đòn gọi hồn lên cái mẹ nghi thức gì đấy rồi. Kinh VL. Buôn bán nội tạng á. Cũng có thể buôn bán nội tạng thật, chắc là để mua PS5 rồi. Trong này có chùm với nhà vụ nha. Tí nữa là mày sẽ chịu trách nhiệm giết thằng chùm. Bây giờ mày đứng ngoài để tao vào tao giết tất cả thằng còn lại. Tí nữa mày chỉ có vào giết thằng chùm của tao thôi được chưa? Việc nó đơn giản như thế không làm được nữa thì... Chết. Đi để hồi máu cho mày đây. Biết để em vẫn vào đéo đâu. Bắn cái thằng ở trên cao đi, đang bắn xuống đây. Không nhìn thấy à? Đéo mà. Đấy thì con mẹ đã bảo là có thằng ở trên cao nó bắn rồi. Đéo hiểu cung thủ chơi làm cái đéo gì. Cung thủ thì phải ở ngoài bắn nó đi chứ. Chèo. Chưa, mày nhìn cái thằng ở trên cao là có cung bắn đâu đi. Đéo có cung. Cung của mày đâu? Ép rồi á. À đây rồi. Đéo. Cung thủ cái cung à? Này tôi tự chơi cung luôn cho xong. Lão với bố mày này. Lão với bố mày này. Đấy tôi tự. Nó chết chưa? Chết rồi. Tao cũng có cung tên chứ sao tao không chịu được, tao phải lôi ra bắn. Đợi mày đợi đéo nào. Đi chẳng lên đây có tên đi nhỉ. Ơ thế đéo đang đi thổi sáo làm cái đéo gì? Thở hơi à? Em lộ rồi. Chúng này đúng rồi. Dạ chỗ tao đi. Đã đánh nhau đấy rồi đây này. Đi ở đâu? Gì đấy cưng? Cái gì đấy cưng? Nhìn cái tên của tao đang ở đâu ấy? Thì chạy đến chỗ đấy. Cái này nó không có hồi máu như là trong phiên bản offline rồi. Chó cắn chó. Vào đéo đi đánh nhau đi. Hai con chó đấu nhau kìa. Chọi chó kìa. Anh em nhìn quả chọi chó. Cắn nó đi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Thế chứ. Hết rồi. Mày đang ở đâu đấy?
chiến đấu anh. Hết rồi à, cái loen bắn chung vào đi. Bắn ai em đéo quá. Bắn gì đây? Đấy rồi, đây thì rồi, mạnh. Chết, chết chắc. Ở đây vào đây cho em, mày cứ bị tới kìa, em để, mày cứ bị tới. Cái loài ấy à, đang định rút cái khói kia ra để giết nghệ thuật, định giết một cái nghệ thuật cho Vũ nó nhìn thấy thì đéo nào lại thành mình bị nó xiên khổ. Lâu để chọn cái này thế. À đây là R1 chứ, ấn mẹ R2. Cái mộ này để đắp tên. Định nghệ thuật ném ném tam giác xuống cho bọn kia mù. À kìa, chỗ cái đầu chùm kìa Vũ kìa, ra đây. Lên đây. Đơn giản quá, một đánh. Thế à? Đâu chụp đâu? Đấy. Thằng đấy gì? Anh cái gì ở đấy đấy? Vào đi, còn đợi cái đéo gì nữa. Ba thằng này rồi gì? Đấy, hai thằng đấy đấy. Ây à, kinh đấy. Tốt, bây giờ xử thằng kia đi. Nhảy. Gọi chó nhá. Thằng này tao giết thì đơn giản được không mà, chỉ đợi mày giết thằng kia thôi. Không nhanh là nó bị chó cắn chết đấy. Rồi nó bị chó cắn chết mẹ rồi. Đéo hiểu. Mẹ đi cùng của em đây. Thế à? Tiếp tục xuống dưới này thôi. Sao em gõ sớm anh không được hồi máu à? Ta tưởng là cái này nó tự hồi. Tao biết, tự hồi giọt à. Thấy máu anh vẫn mẩu kìa. Ơ, thế cái chỗ này có cái gì nhỉ? Thế nó chỉ mình ra đây. Đã có cái gì kìa? Chó kìa. トッ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 ト
Không có tự hồi đâu, đánh trống đê đâu, cái trống chỗ nào đê Vũ, để tao ra tao đánh cái. Thỉnh thoảng chứ bản đồ nó có chứ. Đéo cần đâu anh em ạ, cần phải hồi. Vẫn chưa con boss nào nhỉ, nhưng có mỗi hai thằng phỏ phạch. Hơi chán. Đã xong mẹ mission rồi. Ui xời. Quá vớ vẩn. Thực sự thất vọng. Cứ tưởng cung nó khó như nào, vào để rút kiếm ra chém như samurai. Cứ lát đéo nó sẽ thế. Thất vọng. Không cái nhiệm vụ nào nó khác, cái trò chùm nào bố đời đấy cái đánh cái trò này nó phải hay, cái đánh chùm không có thì nước non hay buồn. Sa yoruri to densho ni mimi o katamukete kudasare dono hanashi demo katarimashou zo. Em có kiếm mới này, kiếm cộng 1 này, kiếm nước ạ. Ôi, luôn đeo phải lắp kiếm luôn thật anh em, đã không lắp vào cái gì à? Ừ. Ôi kiếm đá. Ờ em có cả mẹ cung ăn con mòn à? Từ từ lắp kiếm đá đó. Ồ, Vũ thì có nước, tôi thì có đá được, kiếm xanh.
đá. Bom healing round à, tìm máu gần. Ồ, có kỹ năng này. Có cả cung mới luôn. Tốt. Mở được tách đi que mới này. Ngon. Tách đi quay này chỉ được mang một cái thôi à? Không, nó sẽ tăng theo kiểu nó sẽ tăng vào một cái gì đấy. Tăng một cái gì đấy rồi nó sẽ tăng những cái vũ khí assassin của mày hoặc là như nào đấy. Ví dụ của ta ta vừa cộng cái vừa rồi nó sẽ tăng thêm những cái vũ khí phi tiêu hoặc một cái gì đấy. Đúng rồi, sơn màu và cái tăng đam luôn. Để kiếm cái sơn màu xanh và cái tăng đam ngay, rất kinh. Cái xong chưa? Đấy, thằng đấy. Nó có hai à, nó có ba skill tất cả thôi đúng không? Tí. Một tu red đi áp rồi. Kịch trông dáng điệu vui như nhân vật nữ ấy chứ nam đéo đâu, tóc dài À, Hunter là nữ mà. nữ, lời nguyền của Oni ba ba, cứ tưởng là Oni chan ba ca đấy. À, cái nhỉ, một cái Oni ba ba sinh ra một cái đội quân không phải là người, cho bọn chúng những cái sức mạnh không tự nhiên mang trong mình cái sự thù ghét. Mình phải đến đây thằng chùa ấy à, pháp sư Trung Hoa, pháp sư Trung Hoa. Từ 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 nhá, từ nhá, pháp sư Trung Hoa từ. Nhiệm vụ này là đi đánh pháp sư Trung Hoa anh em nhá. Oni ba ba, viết tắt của Oni Chan 3K. Đi đéo đi nhanh chứ. Chạy đi xuống nhanh. Chạy cái gì? Ở đây bạn đâu phải được này. Kìa. Anh cũng tính để em xử lý cái thằng này. À, thì xử lý đi. Chạy con làm gì? Xử lý có hai thằng để một thằng chạy mất rồi. Thì mày phải bắn đằng kia chứ. Nó trên cung nó chả chạy. Nhập tên, nhập tên. Đấy, bắn con nhầm. Mẹ vô lắc mẹ rồi. Ơi à, ơi. Tốt. À đây, trống đánh cái trống này đấy gì? Đéo mày, hóa ra là đánh cái trống này, tổ sư. Yeah, có hai thằng canh cổng, Vũ vào tiêu diệt hai thằng canh cổng đi. Đâu? Nhìn đi trước ấy. Mày giết kìa. Này cái thằng chỉ một người được thôi. Bọn này nó hồi máu liên tục đấy nhá. Bọn này nó hồi máu liên tục đấy. Đấy một lúc nó lại hồi máu đấy, phải tiêu diệt nó ngay không để nó chạy cho các nó hồi máu đấy. Tốt, lên đi. Mày cái mũi tên mày đâu rồi? Mũi tên của mày đâu, bắn nó phải có tỷ lệ chứ. Nó có tỷ lệ mất đồ chứ. Điều nào? Này à? Đi đâu rồi? Đấy. Vào đây đi cùng nhau nữa. Bọn này nó hồi máu liên tục thế. Thế đéo nào đánh mày đéo chết vậy. Đéo ở đấy Vũ ơi, bọn nó có cái skill gì. Bắn cho nó chết luôn đi. Bọn này nhấn tôi vào hồi sinh à? Nó hồi sinh mà. Đánh mày nó đéo chết luôn, máu đéo rút luôn. Rồi mày đi đi tìm thằng pháp sư, Rồi pháp sư kìa. Bắn cái pháp sư đi nhá. Nó xử lý mấy con chó này. ý ổ ái mẹ ta khăn mẹ ta mà ta đã nó mối chí gái. Cô sĩ ta nó ý ổ nó cài rãi ní sĩ nạ cắt ta.
Ây da, mẹ sao nó vẫn chưa chết à? Chết rồi, vào đi. Ê, ông tụi ơi! Tốt! Còn thằng nào nữa? Hết à? Dạ, hai thằng này. Hai đấy của mày đây. Ta chịu đỏ rồi. Nó chết này. Tốt. Em nghĩ là phải tăng độ khó lên tí đi. Bằng cách nào? Cứu anh này đã. Cứu à? Như nào? Cứu rồi. Ôi chị giáo nó cứu cái gì mà lại muốn tay lại gặp mẹ mọi người đây. À, con kia là trốn vào trong khu rừng. Ông này là báo cho mình biết là cái con khốn nạn nó trốn vào trong khu rừng. Thằng Onichan 3K trốn vào rừng. Có mẹ, đuổi theo. Người ta có trống ở đây để gõ trống nhỉ. Vũ chó gõ con mẹ rồi đâu. Vũ chó gõ nhanh vậy nhìn. Ông đi thôi em. Tsumi na kimono o toraete kiri kizami. Ông Dũng chơi hay quá, kênh chat buồn VKL thì chả. Anh mà Vũ chơi ông kính, công nhận. Mới vào mà đã chơi được cái này là kinh rồi. Được. Tôi là phải có nhời khen nhé. Nhời khen. Mấy con quái lao vào hết sức chết mẹ luôn. Nhời khen, có nhời khen. Có nhời khen. Rồi, để em giết thằng pháp sư đã. Cứ giết đi, tao giết thằng này còn bọn nó có biết được đâu. Thoải mái mà. Bố con chó pháp sư này. Rồi, em đi quay. Máu, hồi máu này. Nó chạy về hướng kia nhá. Mắt cái gì đấy? Pháp sư ở dưới kia. Có thằng trùy. Pháp sư đâu? Chưa đâu. Pháp sư đây chứ đâu. Chặt ai? Mày chặt ai? Anh ghét thằng Vũ đâu rồi? Con ta đây nó bắt tao thế à? Đéo hiểu đây. Nhìn chúng nó vào chứ. Để một mình đánh với cả 10 thằng thì chịu thì đéo được. Đúng rồi, bà đi. Tốt. Đéo hiểu đi đâu ấy, đéo hiểu đánh xong mẹ nó cả cái thằng ô đi chan 3K rồi vẫn cái chỗ đéo nào ấy. Đáng ngay bị thằng đéo nó lù rồi, đéo. Sao đây anh nhìn thấy con nó chẳng hỏi. Tsushima wa. Mày. Ware là chi ni kuto na. Hora yori. Hito wa hito o nie to shite ikiru hoka na. Rồi để tao vào, tao mẹ tiêu diệt luôn thằng Onichan 3K, đéo cần luôn gì luôn. Đơn giản như đang rổ luôn. Hồi máu đã. Đéo cần phải hồi máu luôn. Nó hồi sinh như này. Thằng giết thằng đấy xong thì hồi sinh thì đéo được. Giết thằng Onichan 3K xong thì hồi sinh kiểu gì đấy, ra giết nó đi. Rồi. Chết. Thì đánh tiếp đi. Chó. Sao mà đi lại cung à? Còn thằng nào nữa? Hết rồi. Có thằng trên này. Có thằng trên này nó phát hiện ra mình rồi này. Xuống dưới nào, Onichan 3K ở dưới đã. Có thằng nào nữa à? Nó đang mẹ hô mơ gọi gió dưới này này. Hô mưa gọi gió với bố mày này. Nó chết rồi. Thế đéo nào? Nó nhiều cung quá. Thì cái đỏ đỏ nó thêm mắt. Đào lên đây. Tí đi, một tí đi.
đánh thằng cung đã. Thì luôn em dậy phải làm đéo có ulti mà ulti phải đánh mấy thằng này nó mới lên ulti được. Yên tâm, tao sắp tới ulti rồi. Đẩy ulti đi, con mẹ nó chuyện đẩy ulti à. Có S4 này. Đương nhiên, tao hồi rồi trở dậy. Hồi áo đâu? Đã sắp hồi rồi, còn một tí thôi, tao đủ 3 cục. S4 thì sẽ về đấy. Đấy rồi, dậy đi Vũ. Ôi ôi, cho chó ra luôn. Cả nó đi em. Ủa con chó đánh chó của tao á. Cả đi em. Chết mẹ rồi. Milu 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 milu. Giờ đi đâu? Hình như là mới có mình mới đến có hai thằng thôi, còn một thằng Orichan 3k nữa. Cái kia ở đâu kia kìa? Nó đang vẫy vẫy kìa. Anh cứ thu hút này để thằng này. Thế thì phải xử lý nhanh mẹ lên. Tôi đừng vào bộ bình tĩnh. À nó chẳng máu đấy không? Ui dồi ấm êm ngay. Đấy vào mà giết chúng nó đi. Ờ bình tĩnh. Giết thằng Oni Chan Baka đúng không? Ừ. Chưa tìm thấy nó đâu cả. Đéo lại chưa tìm thấy nó đâu. Em đang đột nhập vào đây. Nó đây đây. Con mày. Đéo thể hiểu được, tao giết rồi. Tao giết rồi, tao giết rồi. Đi đâu. Em giết được một thằng cung rồi. Dạ. Cung thứ hai rồi. Giết thằng cung thứ hai đi. Có hai thằng cung rồi. Em giết nó thằng kiếm đây. Láo với chó của anh à? Thôi giết nó thằng này đi Vũ. Đéo cho Vũ giết. Ờ. その魂を食われる前に Bây giờ phải đi vào cánh cửa để giải cứu những cái lão thầy tu, thầy cúng gì đấy. Ủa có em nào ngồi đây Vũ này? Không lên. Ủa? Mẹ tên mẹ sọc xuyên đầu luôn. Khổ. Nhớ là sao để Nhật Bản ngày xưa lại có mẹ nhức gà này. Còn mẹ. Đấy là người Mông Cổ. Thật bẩn. Cái thằng Io đang bảo kìa. Trước đây nó từng là người phụ nữ kìa. Nhưng mà đến cái ngày kinh khủng nó bị làm sao ấy. Nó thật chuyển giới à? Rồi bây giờ mẹ, con quỷ đấy nó ở trong ngôi làng này. Để vào trong giết con quỷ trong ngôi làng này. Nhưng mà cái nhiệm này khá khó nha, tức là một khi mình phát hiện ý, nó sẽ vào nó giết, nó sẽ vào nó giết ba cái lão gọi như là mẹ sư. Cho nên là nhiệm vụ này là bắt buộc là phải chơi mẹ ẩn nấp. Nó phải là nó sẽ chạy ngay vào chỗ lão sư nó giết. Thì sẽ có hai cách, một là mình ẩn nấp mình giết chúng nó để không biết, hai là mình bị nó phát hiện ý, thì mình chạy ngay đến cái chỗ mà nó đang bao vây lão sư. Bây giờ mày giết cho tao mấy cái thằng đứng ở trên cao đi, một phát vào đầu cho tao. Một phát nó đéo chết. Bắn như lồn. Thôi tôi đi giải. Một phát nó đéo chết. Tôi đi giải cứu anh sư đây. Nhìn nhá. Ông đi đây. Cháu đỏ này ông gì đây. Đi con về. Con này nó khỏe quá Vũ ơi. Tao đập rồi. Thằng kia làm cái trò gì đấy, chứ con leo lên đấy làm cái gì? Nó giết chết con tim rồi, đã bảo mà. Không được để bị lộ. Làm sao mà giết được? Rồi bây giờ mỗi thằng phụ trách một cái nhà. Mỗi thằng phụ trách một cái nhà.
Được chưa? Mấy con tin. Trong này là có ba cái nhà cứu con tin tất cả thì tao cho mày phụ trách cái nhà bên tay trái kìa. Nhìn thấy nhà bên tay trái chưa? Tao phụ trách cái nhà thẳng này. Mày phụ trách cái nhà bên tay trái cho tao. Tao chỉ cần như thế thôi. Được chưa? Bên trái là gì? Bên trái đấy. Yêu nó cắt hết tôi sẽ bực. Sao không về vào bằng sát cái thằng hồi máu trước xong rồi giết hết thì? Giết nhưng mà trong lúc đấy nó đã vào giết mẹ cái lão con tin rồi, không hiểu à? Mày trong lúc còn đang mẹ giao đấu thì nó giết mẹ cái lão sư rồi, không hiểu à? Cái phía mặt này không có đường vào đâu, phải đi cùng nhau thôi. Đéo hiểu, không có vào đường thoải mái đường mẹ luôn. Cứu anh sư đi, tao sẽ bỏ kia rồi. Cứu anh sư, cứu anh sư, anh sư chết con mẹ đó rồi. Tôi ra tay chậm mất một giây, nó kịp xiên anh sư rồi. Thế bây giờ tao cho mày phụ trách cái nhà, nhà đi thẳng, tao sẽ phụ trách cái nhà bên này. Nhìn tao đi cái nhà bên này cho mà xem bên này. Lần lượt có các đi làm đấy, không phải lần lượt. Việc gì phải lần lượt? Không hiểu đường rộng thế này, lần lượt làm cho nhanh nhiệm vụ đấy. Nhìn tao bên này. Ủa con chó này. Cái gì? Trong cỏ cái kia trở ra đi. Đéo hiểu nó đội những cái dơm to mẹ lù lù này mà đéo biết. Làm sao biết được. Lộ làm sao được. Không bao giờ lộ. Lộ thì tao lại vào tao cứu anh sư. Ai mà sẽ anh sư của tao. Đừng làm sẽ anh sư. Tha cho anh sư. Lão với anh sư. Thế thôi. Thế thôi. Mấy con thằng địch ở gần đây vô ạ. Phải đi tiêu diệt nó đã. Anh đang đâu đấy? Trong nhà này. Tao đang ở trong nhà. Trong nhà này. Đây 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 rồi vào giải cứu anh sư đi. Sư đâu nhỉ? Fail là phải làm lại chứ phải cố mà gì nhá. Fail lại từ đầu ấy. Anh sư ơi. Búa đèo đâu? Giữ nút R2 chỗ thằng sư. Mùi quá nhỉ. Vào cứu luôn à? Chả vào cứu. Để em đột nhập vào giết cái thằng này đã nhá. Ừ. Giết cái thằng pháp sư đã. Pháp sư Trung Hoa này. Chết chưa? Chết rồi. Cứu anh sư đi. Anh sư trong nhà ấy. Em đang mẹ giết kêu bọn. Bảo vệ anh sư. Bảo vệ anh sư bằng mọi sợ. Anh bảo vệ đi. Anh đang mẹ đánh nhau đây. Con thằng bên ngoài đấy. Ok đi cô bé. Mày quá tí nữa là con thằng nó đẻn vào định xe anh sư.
Tí nữa thì khốn nạn. Sao đây? Sao mày tính cũng có thằng đấy mà đéo đánh được vậy? Thằng này bao cô lá chắn. Đi con. Cố lên. Đánh đéo hiểu đấy, Windows đấy được à? Đúng rồi. Thì hóa ra là Vũ gặp thằng nào có lá chắn là đéo làm gì được ạ? À? Đéo hiểu. Tốt. Thế chứ. Hồi hôm nay cái thân thể của Hồ Liêu đã ổn định, nhưng mà rồi, còn một cái nhà nữa. Thì nó là cái nhà ở đâu nhỉ? Trên kia kìa, đây hướng này. Có cái chấm hồi máu kìa. Đây. Đấy. Cũng được hồi mà. Cũng được hồi đúng không? Cho cả hai cùng hồi mà, đéo hiểu. Nó sẽ hồi dần dần. Gõ cho ông cái nó sẽ hồi liên tục đến khi đầy. Chứ không phải gõ cái là lên đâu. Nhìn. Vào cứu anh Sui kìa. Vào cứu anh Sui nhanh con mẹ lên. Giết anh sư tạo. この死地から逃れるのは giết anh sư tạo. Vào đây. Thằng cung như kìa. Giết cái thằng béo đây. Có thằng này bao. Có thằng này bao. Được rồi. Hồ Liêu. Kiểu anh mẹ Vương Đại Trùy, anh mẹ hai. Anh đấy anh quăng đau lắm. Hồ Liêu nó tham sĩ. Vương Đại Trùy. Iyo nó vun sinh ngô chi tao xì. Zê ô xì lì dô kê tà. Iyo nó khuê hoa. Vương Đại Trùy. Tô đô kà nài. Nà lê đô. Con mẹ. Mô xì quà. Sư đề nì hô kà nô chi nè rai. Đó đấy bại con ô đi chan ba ca rồi. Giờ đi thôi. Nó xong rồi chết mẹ rồi mà. Giờ tìm cái cánh cổng nào đấy mà đi vào ấy. Đúng. Đúng. Kinh đấy. Kinh đấy. Gớm đấy. Tìm xem có cái cổng nào ra đi vào cái cổng rồi xong thôi. Nó không có hướng chỉ à? Nó đéo chỉ mẹ người. Thế mấy cái cổng ở chỗ nào? À đi theo hướng gió thổi. Đấy. Vuốt cái bàn vuốt ở trên cái tay cầm ấy, nó sẽ có cái hướng gió nó sẽ chạy. Mày sẽ đi theo hướng cái gió đấy. Game quá vớ vẩn. Chơi giỏi không ai khen nhưng chết là một loạt các comment mù gà gáy. Đấy, chuyện bình thường anh em. Chuyên con bà thống rồi. Tao mở được cái bùa gì đây? Bùa lông. Bùa lông. À kinh quá nhờ. Lấy thêm được kunai. Xôi, anh em nhìn. Mê lê kinh 25. Sở tiên kinh 17. Tô tờ kinh 44. Nếu hiểu Vũ 24. Nhưng mà cũng giết được nhiều thằng bằng cung đấy. Kinh đấy. Bảo rồi chơi thằng Samurai có phải là đằng nào phải đánh bằng kiếm mà. Mà mày có chơi Samurai trên cung nó đều có cung nó hết mà. Biết đéo được tưởng nó cũng có. Nếu hiểu mày sau lưng có cái cờ để bảo bố mày ở đây đây. Ờ có khi thế thật đấy nhở. Này. Cái này là ân tâm bon nhưng mà có vẻ cũng cung 15 điểm. Rain Dam à, bắn xa cũng Dam được đấy. Charm. Charm gì đấy? The Raw Speed. Perfect Parry. Cooldown Reduce. Revive Nerf.
Ây da. Stacker damage tăng 15% mỗi cú cho em. À, Stacker là đá à? Nhau mẹ mở được cái mũ mới mà là mẹ mũ rồi, thay vì mũ đen à mũ trắng thì nó chuyển thành mũ đen à. Đéo mẹ. À đây rồi. Mũ mới. Đó em mở được cái cờ mới. Cờ xanh này. Đó, em mở được cờ mới đây. Mới cũng được. Kiểu hai màu như mẹ nhau. Mở được áo tím rồi. Mở được quả áo xanh. どの伝説をお聞きになりますかな。さすがの目利きですな。cái này đang chơi chế độ mẹ bờ lôn đấy, sang đến cái chế độ khó nhất thì cũng đéo biết thế nào rồi, khó đấy. Chơi cóp nhiệm vụ khác với chơi một mình ớ khác mà, đây là hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn khác mà. Hệ thống nhiệm vụ là bọn Mông Cổ nó đang có âm mưu, tức là nó sử dụng ma quỷ ở trên cái đảo Chushima để nó phục vụ cái mục đích của nó. Dù ở trong phần vừa rồi là nó sử dụng cái con quỷ Olichan 3K đấy để phục vụ cho chính nó. Ủa cái gì đấy? Kìa, bọn này nó có quả máy à? Sử dụng cái máy này để ăn cắp khí từ những vị thần Kami ở trên đảo. Amaterasu Omi Kami. Kami là thần. Thần mặt trời à? Tsukuyomi no Mikoto. À, thần mặt trời, thần mặt trăng và thần bão. Kore ra kamigami no chikara ga tsukikakete. Cái cỗ máy này của nó lấy mất cái khí của cái vị thần đấy. Nên mình phải đến để tiêu diệt cái máy phát điện. Rồi, lên đánh luôn thôi, mất thời gian. Chôn vực xa mà để Takamagahara e no toriga. Bắn một phát chết luôn đấy, bắn mấy cái thằng nhỏ nhỏ con thôi. Thì một phát nó mới chết luôn được. Gishiki o owarasen to kakugo o kimeru. Đấy, anh em xem. Được cái việc. Đấy, chết luôn đấy. Đấy, chết luôn đấy. Chết luôn. Đi về thằng béo này lao lên thấy thằng kia ăn đạn chạy ạ. À, anh ơi, thôi đi con mẹ. Ây à. Ây à. Ủa con chó. Bảo gặp anh Lâm Đại Chùy anh kinh lắm. R2 để pet là sao? Đấy là xoa bọ à, coi như là nựng nó đấy. Bây giờ là gì? Hình như cái này không phải sao? Incorrect Antumen. Là không đúng cái gì, không đúng cái này sao? Giết thằng kia đã. Ờ mà Vũ có thấy ulti lần đéo ở đâu? À đây ulti đéo đâu. Mà dùng. Đúng cái này chưa? Ây à! Kiếm điện luôn à? Chắc là phải lấy cái này xong ta chém cái kia à? À chắc thế. Cho nó có nguyên tố. Nguyên tố set ạ. À. Được đấy. Đây đằng này cơ Vũ ơi. Đây ra cái lấy cái nước kìa. Đây lấy cái nước rồi này. Đây. Đây cái điểm nào? Đây. Đây là cái gì? Đi, lấy cái tốn nước đi kìa. Đây kia có cái trống kìa. Ra chém cái máy phát điện đi đã. Để lấy cái nước đi. Điện được à?
mặt trăng nước đéo kiếm ánh choan. Ý thức là 防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが、新たな儀式はすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を去るべく出立する。Nhặt mấy cái mũi tên. Ôi cái này là đéo đơn giản rồi. Vare ra no chikara o umai. Kami no kago o ete shimatte iru. Ashiki yami no gishiki o tome. Vare ra o toki hanatanai kagiri. Tsushima o sukuru koto wa dekinu. ここでは3つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。Nhanh lên trước khi quá muộn. Tưởng là đang chơi mẹ cái phiên bản offline. Ấn L1 cộng R1 phí mẹ mới không tiền không ạ? Đi. Khổ. Cứ tưởng là R1 cộng R1 ở trong bản offline là ra cái đòn gọi là đòn mẹ nhất kích tất sát. Khổ. Ôi thằng chó là giúp dụ vậy. Tâm. Rồi xử lý anh mẹ Vương Đại Trùy đây. 一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。ちゃんと。今度は何だ？今度は何だ？今度は何だ？今度は何だ？今度は何だ？今度は何だ？Lẽ trong này đứa nào đánh chấm đứa mới được máu. Con mẹ cái này nhìn kiểu Avatar ấy nhở. Mấy hòn đảo trên trời này. Nãy giờ không để ý để như Avatar. Ôi chào các anh của mẹ luôn. Các anh giáo dục có tuổi của em luôn. Em sẽ tay con mẹ luôn. Tí ta có đầy ưu tin thôi rồi. Ây da. Ôi mày. Cho mày. Tâm. Sắp đầy rồi, sắp đầy rồi, sắp đầy rồi. Vương Đại Trùy. Ây da. Đây trong này này. Tao sắp hồi ưu tin rồi. Tâm. Đứng ngay trong nhà đấy.
Ôi rồi, dậy đi Vũ. À, dậy rồi. Vũ đời, mình phải thể hiện cái sự bó đôi. Đi, đến lượt anh Tâm rồi. Mấy con chó khỏe quá. Ở đâu nhỉ? Có tự hồi sinh à? Đứng đây nhìn con kia kìa. Bắn nó đi. Đi chưa rồi. Đâu ơi, mình chưa đi làm cái gì? Đi đặt vào thì nữa. Chạy cái này cứu tao nhanh con kim. Ờ được đấy. Thêm có mỗi một đòn nữa là xong. Ờ mà bọn xanh dương là phải lấy kiếm mặt trăng đánh nó. Bọn này phải lấy kiếm mặt trăng thì nó mới khỏe. Ta chống lại nó phải dùng kiếm mặt trăng. Không mà đánh nó rất lâu. Mạnh chết. Tất nhiên nó cũng chết nhưng mà nó rất là lâu. Khổ lắm. Kiếm xem cái mặt trăng nó ở chỗ đéo là ở đây rồi. Phải lấy cái này trước. Nên đánh cái cổ số trống đi. Còn một cái nữa. Còn một cái set nữa. Kiếm set. Đây rồi. Như kiểu chơi Genshin dùng hệ đánh nhau, thảo nào mình đánh mấy thằng kia nó khỏe thế. Đánh nó mãi đâu chết. Hơi gà. Tại sao thằng Vũ nó ăn cái trống kia như là nếu mà đứng gần thì mới được máu, còn nếu đéo đứng gần là đéo được máu đâu. Đến sau đánh trống phải cố mà chạy đến gần. Em chào các anh. Bắn cái thằng cung đây. Cung đâu? Nó đang bắn tao như điên bên này, cung đâu? Đấy, đi cột mẹ. Chết luôn à. À, đây rồi. Yêu ơi, con đứng đây nhìn nào. Đây là. Ôi, nó sắp chết rồi. Sắp chết là làm lại từ đầu đấy. Cứu tao trước khi quá muộn. Đéo ai được nó đâu. Ta đã bảo rồi. Đéo ai được nó đâu mà lại. À. Này nó bắn cung chết à. Thằng chết ngay trên này này. Nhìn nó chưa. Xuống à. Xuống nè. Đi về anh ạ, lên đây. Chúng tôi đã chú ý lên kìa. Bố con chó bắn bố mày. Vũ chạy. Vũ chạy. Kìa. Đánh chết anh Vương Đại Trùy đi. Vào đây. À, anh Vương Đại Trùy còn ném cả. Ây à. Đéo được, đéo được. Sao bắn sao bắn xuống. Chạy. Mày là với bố mày. Mặt quỷ với bố mày à. Lùi vào tí, lùi vào tí, lùi vào tí. Mặt quỷ với bố mày á. Lùi vào tí. Chết rồi. Bố lao bố lêu. Cái này phải có cái mặt trăng. Từ từ vào để tao lấy cái mặt trăng đã. Nào đấy này. Chết của bố con à. Nghe trong này chờ nhá. Mùi của đồng thuê. Mày chú đồng thật đấy. Ây da. Không đỡ được đòn kia rồi. Chạy ra chỗ tao là được. Mày lên đây. Chúng mày ngon mày lên đây. Ok. Đi.
nó phụ giúp thì phải cứ đứng ở tận đầu Zabo sẽ chết. Zabo đéo nào phải thế rồi. Máu này cần gì máu nữa, vào bây giờ là đầy rồi còn máu đéo gì. Đánh chứ. Ừ, để mẹ hạ sát nó cho xem. Ừ, loèn. Bây giờ tao cho mày giết cái thằng mẹ Vương Đại Trùy nhá. Để em giết. Đấy, chó chết rồi đấy, còn mỗi thằng Vương Đại Trùy đấy. Nó đâu? Nó loanh quanh, vào đi, nó sẽ ra đây mà. Đây. Vương ơi. Anh Vương Đại Trùy ơi. Đấy, anh đấy. Thấy chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Xuống và coi như là tay đôi như hay là đông đây. Ui ôi. Ta đi mẹ. Mấy bật nè. Ôi đi mẹ. Tốt. Ây à, chú ý. Cảm thấy. Giúp sức đồng đội vì thế, đâu hiểu. Đi. Rồi nhá. Để hạ sát người từng thằng một. Ai chẳng biết là từ. Rồi để giết cái thằng trên kia đã. Tốt. Cái thằng này đã nha. Chưa. Rồi. Phải có thằng nữa đằng này. Từ từ. Ơ sao thằng đấy nó lại nằm mẹ xuống vậy? Mày bắn nó đi à? Chắc nó ngủ ấy chứ. Bắn đi. Lấy cái mặt trời cái đi. Lấy mặt trời, giết cái thằng mặt trời. Lấy mặt trời chưa? Xuống ám sát thằng mặt trời đi, xuống ám sát thằng mặt trời. Đứng đấy ám sát thằng mặt trời. Mặt trời đâu? Đấy. Đói xong rồi. Mặt trăng này. Mặt trăng của bố mày này. À, thằng này của vô đấy, của mày mà, thằng này là của mày mà. Mặt trời mà. Chưa vào thì... Ây da! Mày cái đòn này đéo được. Đố của chó. Mày cái thằng cố kiếm mặt trời thì lại nằm, không hiểu. Là cứu đi. Ây da! Đấy, xử lý đi. Ngon ngay. Thả chó. Trời, thả chó nó hơi hèn. Tôi cũng thích. Đâu này? Chạy nhanh cái gì? Chạy nhanh lúc nó. Hmm.
神々が正しいのだと思う。我々闇に囚われていた時、神への祈りは聞き届けられず、やがて小さき命が消え、我は得るべきものを得ているだけ。邪魔立てするでないぞ。イオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。 Clodoa, hãy là cái phải tiêu diệt bọn Mông Cổ và nó đang bảo vệ một cái nó đang xâm chiếm một cái đàn tế. Ở đây là có đủ các màu này, thế mà phải đi lấy màu trước đã. Lấy màu. Mày lấy màu đi. Đây có lửa rồi à? Mặt trời rồi. Để tao lấy cái mặt trăng đã. Vào giết chẳng mặt trời này. Ôi, cái gì? Thôi. Chết con mẹ rồi. Thì ít nó mới chết rồi. Dậy! Đó là. Chết đi chứ gì nữa. Các hệ là rất lâu mới giết được nó. イオの儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。 Bà bé thì hay mà. Bà bé là một trận bà bé rất hay. Bánh nhau sướng. Những cái này máu kìa, vũ kìa. Chào các anh, lấy cái đồ mà có thể mẹ chế ngự nó đã. Đợt bố mẹ con chó. Giờ tao hồi đã. Không chết là con chó. Từ từ đã anh. Mẹ nó khỏe thế. Chó khỏe thật đi. Thế Vũ Anh đi rồi. Xấu hiểu ạ. Tao phải đánh với lại mẹ hai con đấy. Mày có đánh có một. Đánh cái này đến con thứ hai thì chịu đi. Tao hiểu thằng chó còn một chấm máu nào đéo chết. Bực mình. Mô cô hê ô thấu xin. イオの儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。 À không, chỉ phải phá này thôi vũ ạ. Ngon phết, chỉ đánh được mấy thằng đấy thôi. Ra lấy lại luôn cái này trước đã. Giữ cái trống đi nhá, để tí chúng nó ra là mình có cái đánh cái trống để hồi máu được. Không parry thì làm gì đánh được nó, con đấy kể cả anh em parry luôn. Con đấy nó ra toàn cái đòn nặng không parry được luôn. Nó vương đại trùy mà. Đại cái trùy của nó kinh lắm. Hanya wa
Anh ra đấy. Anh em thấy cái đỏ đỏ chưa? Được chưa? Chết. Mình em chơi 2 thằng. Tôi để tao đi ấy đã, tao đi lấy cái ấy đã. Vào đây. Mà em giết được thằng xe rồi. Ý à. Chết kìa. Đó, chết xong rồi, tôi có hồi sinh đi nhá. Hattashite Oni wa sude. Giết thằng xe chưa?儀式は潰され、犯人の企てはもうすばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ。常の苦しみ。 Anh dùng block R1 nhiều và block không block mấy cái đòn đỏ ấy đâu. Mấy thằng đấy toàn mẹ Vương Đại Truy toàn trên đòn đỏ thôi. Đéo nào mà lên kim mình cũng ít hơn, không dùng thì đéo. Anh em nhìn quả chỉ số chán lắm. Chơi mẹ bắn cung, rank kim còn thấp hơn thì thôi, rồi không biết nói gì. Sa, yururi to, denshou ni mimi o katamukete kudasare. Chưa có nghe gì mới. À, có kunai mới này. À, cái này có vẻ hay đấy. Uầy, chỉ giải đinh à? Nghe giải đinh đấy. Khi mình giải đinh một quãng là bọn kia sẽ bị chậm khi đi vào cái đống giải đinh đấy. Anh là kinh quá nhở, bây giờ từ đầu ulti của tao là còn còn trong 8 giây chúng mày sẽ được hồi liên tục máu trong vòng 8 giây. Kinh đấy. Tên ở Uchisune à, cái này là mình sẽ phải cái này vẫn là ấy thôi. Hu hu, có game mà không có PS Plus, PS Plus anh em mua 10 đô một tháng là 10 hay là 11 đô ấy. Một tháng là 11 đô, còn nếu mà anh em mua 1 năm thì sẽ rẻ hơn. PS Plus thì nó sẽ được một cái là anh em chơi online được với nhau. Hàng tháng được tặng game free. Mỗi tháng sẽ có 2 game free. Đấy, anh em nào mà có PS mua PS Plus thì mua ra mỗi tháng mất 200k. Không phải 200k mà 230-240k một tháng. Uchiha Sasuke. Cái này không hiểu sao nó không cho 4 người. Đâu hiểu cái này nó lại cho 4 người. Ôi mấy này đều có mũi kìa. À thì Voldemort này. Voldemort à. Nó bị giam cầm trong một cái hầm. Quá khứ của ác nghiệp đã được tái tạo lại bởi một sự kiện tinh thần khủng hoảng. Claude đã dùng tay của Utsune để giải phóng Utsune. Bây giờ mình vào giải thoát cho một cái cung thủ huyền thoại đang bị cái con hồn ma cái nó nhốt giam cầm. Cho thằng cung thủ chết đi, vì cung thủ huyền thoại ở đây rồi mà. Đi. Cần. Hiểu thằng bên cạnh giết rồi thằng này vẫn ngó ngó. Trinh coi. Vào chưa? Vào đi. Em vào xem. Vào thôi. Gì đây? Làm cái gì đây?
クロードは道場で弓を見つける。Đây đây, vào vào tìm ở trong cái à, thế cung kìa. Như vậy cần. Thôi. Phương Sa No Lệ Cung đã xuất thần. Tao lấy được cái cung điện thoại rồi. Đây là mình có cung điện thoại trong tay rồi đấy. Tất cả đều được rồi. Uchisne. Rồi, sử dụng cung của ông này để tiêu diệt một cái đám quân đang đến đi kìa. Dùng ấn nút lên để sử dụng cái cung đấy. Bỏ mẹ. Ấn lên. Đồ láo này. Bắn cái vào cái đờ mẹ người đứng yên một chỗ mẹ luôn. Ừ, nhưng mà chết thì đéo chết. Mẹ cái cần thì đéo làm. Thôi mày bắn sổ tu nó để tao ấy. Đây, mấy thằng này, người có yếu tố thì mới sổ tu được thôi. Mấy thằng thường thì đéo đéo sổ tu được nhá. Chết chưa? Không đủ rồi. Tiếp đi kìa. Giết mấy thằng này đi đã, giết mấy thằng này. Mấy thằng xanh xanh rồi, mấy thằng xanh xanh. Rồi giết mấy thằng này đã. Ô đi của mày. Thằng này nó không bị đỡ. Không đỡ. Thằng nào không đỡ. Không đỡ. Chỉ là bị ăn đạp mà... Cái gì? Anh đi! Ta có mất máu đeo đâu mà đánh! Mày đánh đấy! Bắn cái gì đấy? Vào phật, vào phật! Hiyoshi no yu wa Iyo no chikara wo motomeru iteki domo ni nottorarete shimatte ita. Ima ichido yumi wo kiritto ni Iyo no teshita wo keshi satte kure. Vụ sẽ được mà. Rồi. Đấy. 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 Vẫn chết ngay. Tao đây ulti rồi, yên tâm đi. Nằm xuống thoải mái luôn. Kiếm sĩ văn cung mà cũng vậy, một phát chết luôn này thì cũng chết với nhiều. Thế nó mới kinh. Thôi anh ơi. Cái bị thằng này nó đuổi này. Đéo hiểu cái thằng phò phạch đấy mà cũng. Đâu nhỉ? Cái này này. Sở bí bắn sắp đêm đéo nữa chết rồi. Bố con chó. Cono atari wa anzen ni. Anh em Leo xinh đẹp. Ashiki moko hei wa yado ni mo iru. Vào giải phóng cái nhà nghỉ Freezer Inn. Đây có đồ nha. Bắn cho thằng này nó đơ đã. Ôi
Trượt kìa. Tưởng trượt. Đâu? Đéo hiểu anh vừa lại truy thì đéo đâu anh lại leo đâu. Vũ thì đã toàn gặp anh Phương đại truy thì đéo nào. Rồi. Chống cơ. Tình bằng có cái chống cơ. Thế thôi. Hết mẹ rồi, con thằng nào nhỉ? Giết hết bọn Mông Cổ còn lại là sao? Còn ai đéo đơn? Chắc là trong khu này. Mấy Mông Cổ ơi. Đây. Mấy anh đang mẹ hò hét thế này. Vào đây. À con này cho khung này, khung này. Có này cho mày này. Cái gì đấy? Ra đây. Đấy đằng trước đấy. Con này cực dễ giết luôn, không giết thì thôi đấy. Đấy, nhìn chưa? Không biết hiểu vào đi. Anh lên cầu dưới đây. Chưa bẩn. Bẩn cái đéo gì. Đánh con cung đi. Đánh con cung đi, nó kia nó không bắn đến được. Con này đặc biệt đánh cho mày đấy. Tốt. Không lấy được thì thôi đấy. Ây da. Mẹ mình đứng đây bị thằng cung nó bắn biết đâu. Yếu thế này mà. Nó bị tao cày bẫy mẹ hai phát nằm ở kia gần hết máu rồi. Ây à, bỏ mẹ rồi. Ây, đừng, bình tĩnh nào. Vào đây. Bỏ mẹ rồi, anh nằm rồi Vũ ạ. Anh cứ nằm đi. Chạy vòng quanh. Con mẹ. Nó là một cái việc gì. Hãy từ từ đấy các bạn. Đánh cái này phải từ từ. Bình tĩnh từ từ. Cái thằng cung trong này nó trốn kỹ quá. Vào đấy lại nguyên một tập đoàn. Mẹ Vương Đại Trùy. Không hiểu à, bọn này phải giết nghệ thuật đúng không ạ? Đi đây. Tỉnh. Thằng đấy vẫn trâu chết à? Bắn trâu đi. Tốt. Thằng đéo vẫn đéo chết kìa.
em ơi. Đây à, sợ các con thằng cuối cùng với nó đây. Ôi đi bánh, vương đi chùi nó lên đây rồi. Vương đại chùi. Đây à. Ôi, kẹt đi đi. Đi xuống, kéo nhau. Vũ cứ lên ra vậy xuống. Từ từ nào. Nó đi, nó đi, đi. Bố xin đi. Ulti dùng ơi. Đang. Đang nhập ulti mà ulti. Phải bắn stun mới lên mới chém được. Đó. Mày giữ cho mẹ không có thời gian cho nó hồi luôn. Đầu anh xuống lại truy đi. Iyo no hei wa tsui ni taore. Hiyoshi no yu wa shizuke sa o tori modoshita. Cái này chả thấy chấm nghệ chiếc béo đâu nhỉ. À cái chấm là kia Vũ kia. Cái này. Thế đi qua đây mà đéo để ý. いつの間にか呪いがかけられていた。後も数多の誠を映していなかったのだ。矢が貫いていたのは化け物ではなく人。これがイオに気に入られたゆえんだ。この日吉の湯の中心、イオの事実がかけられている。呪いを解き、ちょっと君が誇っている。彼は誰だ。 Tốt. Cái này nó có một cái à bắn hai phát một lúc, cần phải bắn hai phát một lúc. Nói sư này của tôi một sư bếp hắn nhà nó thích tăng sức gì nhà ra vào đây ta bảo vệ trái tim Hiyoshi đánh bại bọn Mông Cổ. Giữ cái chấm kia nha Vũ nhá, kia có chấm này, đằng này nhớ có chấm này, bọn quái đến mình sẽ đánh theo từng thơn đấy. Đằng này có chấm này mà giữ nhá. Chuẩn bị từng thơn quái xuống cái này. Ủa. Ừ, thủ. Có cả cái ông thần cung đánh cùng với mình đấy. Càng nghe sẽ càng đông ấy. Thần cung bắn kinh phết. Vũ đánh bỏ mẹ thằng em, thằng giáo đấy. Em bắn mà, thần cung bắn được đéo gì đâu. Dạ. Yeah. Thần cung chỉ có một tên mẹ linh hồn thôi. Đó. Iyo no zei no ikari wa shizumaru koto o shiranai. Miyamoto Dũng và Lê Olas Vũ. Ờ, kinh rồi. Ờ.
tỉnh luôn. Ở đây nó vào trong này đấy. Hết máu chưa? Qua lần nữa nhá. Xuống kìa. Vào đây. Ây à. Hết máu rồi, tao đi đánh lấy máu đây. Đấy lúc thoải mái nhá, tao có ulti rồi. Ây, anh nhầm rồi Vũ ơi. Con chó cái nó phạt đau quá. Con chó. おぞましき呪いを消し去る。神は魂は自由になったが、まだ成仏するわけにはいかん。犯人の悪人を止めるすべを見つけねば。サムちゃん。クロードに救われた内爪は罪を償おうと心を定めたのであった。バーでま? Kiếm 22 rồi này. Khó hơn tí không? Ôi trời ơi. Thực ra thả chó cũng được, nhưng mà người đang hăng máu, đang đánh nó say máu, thành ra là đéo để yên chó mèo gì luôn. Đang hăng say máu anh em thông cảm. Ôi trời ơi, Leo xinh đẹp, các bạn Leo xinh đẹp. Chị em xinh giàu thế. Cảm ơn chị em nhé. Kìa, mình có thể unlock được cái gear rồi kìa. Anh em, chị em Leo à, thử xem đồ đủng như nào nào. Có đồ rare rồi. Đồ rare. Cái này hay này. À không, cái này không hay lắm. Tăng máu của bạn 25 máu lúc khẩn cấp. Sao anh có đồ rare mà em đeo có? Dạ, bây giờ có tặng tao được 2 đồ rare luôn. Một cái đồ re nữa là mẹ đập xuống dưới đất là sẽ tăng 25 máu. Tốc độ tăng máu tăng thêm 50%. Đó hiểu. Khổ. Rank 10 thì mới lên được cái này. Rank 6 mới mở được bên này ra. Đồ class assassin chứ. Đấy, kinh quá nhở. Thế đáng là Vũ lại đổi sang được class assassin đấy. Thì rank 5 rồi mà. À rank 5 là có thể đổi được à? 8 8 lên lớp được. Sao tao còn chưa được 8 mà mày đã 8 có mẹ rồi. Đâu 6 mới lớp được, phải là lớp được. Đấy anh em ạ, hôm nay bọn tôi chơi đến đây thôi. Rồi, sẽ còn tiếp tục cóp với nhau. Hơi tiếc là cái phần gọi là cốt truyện này thì nó lại không chơi được 4 người, chơi được 2 người thôi. Nhưng nó có thêm mấy cái mà độ khó nó hẹp quá. Phải đánh hết một lần nó mới cho tăng ạ. À không, tức là có đánh lại đấy. Nó có đánh lại một cái màn với độ khó ấy hơn, nhưng nó không cho mình chọn ngay, khổ nó cứ lo là bọn tôi không hiểu như là đánh được ấy. Đã hiểu. Only Slagen Rack. Để đây, à, tôi nhắc lại trò này có tên là God of Tsushima phiên bản Legend. Anh em nào mà đã từng mua con này rồi thì tôi khuyên là anh em có thể mua cái bản PlayStation Plus, sau đó anh em lên trên group gia đình giúp tên từ phía bên ấy. Anh em hỏi xem có ai muốn cóp với mình hay không, vì chơi cóp với nhau rất là hay. Đợi khi nào mà có đủ cả bốn thì bọn tôi sẽ chơi cái chế độ gọi là cho bốn người chuyên đánh giống như kiểu cái ván vừa rồi thôi, tức là nó sẽ có lần lượt từng cái thôn quái vào, bọn tôi phải cố gắng đánh bọn nó thôi. Rất là cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again. Bye bye game. Đi ngủ thôi, muộn rồi.